Zombie Apocalypse. Tổng quan máy Atman 306S. Máy Atman 306S có công suất là 27W. Máy có thể đẩy lên tới chiều cao tới 2m. Lưu lượng nước trong 1 giờ của nó tới 2000 lít. Máy này rất là mạnh. Thường mình chơi những hồ cá từ 1m2 trở xuống, sử dụng cái máy này lọc nước rất là sạch. Đây là máy và các phụ kiện đi kèm theo. Máy này tương đối rất là nặng, nặng nhất trong các dòng Atman 30. Như mọi người thấy, thân máy rất là bự, to, cầm chắc chắn nhất. Đây là những cái phụ kiện mà nhà sản xuất tặng cho người chơi chúng ta, gồm các ống nối từ thân máy với ống nước. Cái lỗ này rất là lớn, công suất đẩy rất là mạnh. Đây là cái co này phi 20 nha. Cái này cũng vậy, này cái ống nối giữa thân máy và cái ống nước. Còn đây là cái ống nối nước nhỏ hơn, phi của nó sử dụng là phi 18. Để mình cắm vào cho các mọi người xem. Ít khi nào mình sử dụng cái ống nối nhỏ này lắm, thường thì mình sử dụng các ống nối lớn hơn. Bởi vì cái máy này mình sử dụng cho hồ mét 2 nên cần phải cái ống nước lớn hơn, nó sẽ đẩy nước đi nhiều hơn. Còn đây là cái co, phi của nó là phi 20 luôn. Cái co này gắn trực tiếp vào máy. Có cái co này rất là tiện nha. Các bạn có thể hướng cái sợi dây nép vào bên trong hành hồ, giúp cho cái hồ cá của mình nó đẹp và thẩm mỹ hơn. Thay vì đi cái sợi dây hẳn từ trên máy đưa lên, nhìn nó sẽ rất là xấu. Còn cái này là cái ống nối phi 20 nè, nhưng mà nó có kết hợp thêm cái phần lấy oxy. Nhưng mà thường các bạn đã chơi tới cái hồ lớn rồi, ít khi nào sử dụng tới lắm. Nhưng mà mình vẫn hướng dẫn sơ qua cho các bạn chưa biết. Thì để sử dụng nó, mình nhà sản xuất có tặng cho mình cái sợi dây này. Thì sợi dây oxy này mình chỉ việc mình cắm cái sợi dây vào trong cái ống nối chìa ra đó. Và còn cái đầu đen á, chúng ta sẽ để lên phía trên mặt nước. Đây, cứ để lên phía trên mặt nước là lúc hút nước đẩy vô cái hộp lọc á, nó sẽ kéo theo cái lượng oxy cho chúng ta. Còn đây là cái mỏ dịch. Cái mỏ dịch này nó sẽ gắn chung với cái co lúc nãy. Đây, các bạn cứ gắn vào như vậy là xong. Thường thì mình dùng cái mỏ dịch với cái máy này để tạo cái luồng nước ở trong hồ cá.
Hoặc đôi khi mình dùng cái này nó để đẩy cái chất dơ ở đồng ở phía dưới đây á. Nhưng mà nói chung ít khi nào mình sử dụng lắm. Thường mà vệ sinh mình sẽ dùng cái ống nối khác để vệ sinh chứ không cần phải dùng cái này để đẩy. Hoặc mình có thể sử dụng cái máy hút đá chạy pin, loại đó xài rất là tốt. Lực hút của nó cũng tương đối ổn. Với cái máy Atman 306 và các dòng máy Atman khác, sau một thời gian sử dụng thì máy có thể bị yếu hoặc là chạy chậm đi. Thì lý do rất là đơn giản, đó là do các rác rến nó bị bít ở những các lỗ như thế này. Đó. Các bạn chỉ cần vệ sinh nó. Các bạn để máy giống như mình vậy nè, và hai tay đẩy nhẹ lên cái nắp có thể bung ra rất là dễ dàng. Đây là một trong những cái mẹo mở máy nhanh nhất của dòng Atman 30. Sau khi mở máy ra xong, các bạn xoay cái ngàm này nha để mở nó ra. Thường thì máy chạy chậm là do bên trong nó còn bị kẹt những cái tóc tai hoặc là những cái rác rến đồ rất là nhiều, thì các bạn phải lôi cái motor 500 này ra. Sau đó các bạn vệ sinh sạch sẽ và lôi hết những cái dính trong cái motor đó. Ngoài ra, sau khi xong bạn phải vệ sinh phía bên trong cái khe lỗ này nữa. Trong đây sau một thời gian sử dụng là tự nhiên nó bám rất là nhiều đồ dơ. Chỉ cần các bạn vệ sinh sạch sẽ như vậy là máy của các bạn sẽ chạy nhanh. Sau đó cứ lần lượt lắp lại như cũ. Cái dòng máy Atman nó thiết kế cái motor và cái cách lắp đặt của nó quá tuyệt vời, dễ sử dụng và dễ vệ sinh nữa. Với những ai mà chưa biết làm á, chỉ cần nhìn sơ clip này của mình một lần thôi là có thể làm được. Thấy không? Chỉ cần vào cái ngàm là xong rồi, sau đó là đậy nắp lại. Sau khi vệ sinh xong là máy có thể là như mới. Vậy là xong cái phần vệ sinh máy. Trên thân máy lúc nào cũng có cái logo của Atman. Phía dưới đây là cái chân hít giữ cái máy. Cách tháo ra để vệ sinh nó cũng rất là dễ, chỉ cần đẩy một cái là nó sẽ ra. Đây là ba cái chân hít của nó. Cái chân hít này sau này có bị yếu hay sao đó, các bạn có thể mua thay thế được nha. Các ngoài tiệm cá cảnh có bán. Đây là hai cái khe rãnh của nó. Các bạn chỉ cần cầm và so sao cho nó đúng thôi. Chứ vậy là đẩy vô. Vậy là xong hoàn chỉnh cho việc vệ sinh máy. Mỗi khi mà máy yếu các bạn có thể làm như vậy. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hãy đăng ký kênh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.